Chào mừng nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em hai cái dòng máy nén khí có dầu của hãng Toto. Đây là cái dòng thế hệ mới nha anh em. Cái dòng này có một bên đó là 24 lít, một bên là 50 lít. Giá cực kỳ rẻ luôn. Bên 50 lít đó là nó là 2,5 HP. Nha tương đương với 1.800 quá đó anh em. Cái này dòng tóc mấy dòng máy dầu tốc nó nhanh lắm rồi nha. Nó lên tới tốc độ quay tới 2850 vòng phút. Rồi còn cái 24 lít là 2 HP tương đương với 1.500 w tóc cũng 2850 luôn và giá cực kỳ rẻ anh em 24 lít 2 HP mà giá chỉ có 1 triệu 850 ngàn thôi còn cái dòng mình 50 lít này nè giá chỉ có 2 triệu 370 ngàn thôi mấy anh em Rồi nó 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 rẻ ghê ha có nghĩa là dòng 50 lít này nó mắc hơn dòng 24 lít đâu đó chỉ có uh, 500 ngàn thôi đúng không uh, triệu 850 dưới này 2 triệu 370 À, chỉ có 500 ngàn thôi mấy anh em ơi, hơn 500 ngàn, xíu 520 thôi Wow, rẻ quá Anh em nào mua 50 lít thì chơi con 50 lít á Còn mà chúng ta có thể là chơi con nhỏ nhỏ thì chơi 24 lít Rồi, bây giờ mình sẽ khui cho anh em coi nha Rồi, ok anh em á Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em đây Con 24 lít nè Nha 24 lít cái con này á anh em à, Nó chưa có dâm dầu, phụ kiện hết gồm có bánh xe nè nha rồi uh, một túi đồ ha một cái chai dầu đây có sẵn cái dầu nè nên mua về chăm dầu vô nha rồi đây nè hai hai bánh xe ha một túi phụ kiện đó hai hb và cái mẫu mã đây ha rất là đẹp luôn nha đây anh em 96 mươi sáu cái dòng này thì uh, ưu điểm của những con mà nó có dầu ở đây là nó sẽ bền hơn ha tóc nó bền hơn và nó tóc nó nhanh hơn đối với những con này thì tóc nó, nó nhanh Ha. rồi con không dầu á con không dầu cũng có loại tóc nhanh nhưng mà nó sẽ mất tiền hơn nhé rồi ok một triệu tám trăm này thì mình sẽ không có uh, ok này nó không có đồng hồ nha con nhỏ nhỏ này không có đồng hồ nha mấy em mấy anh em một triệu tám trăm năm mươi ngàn nha con hai bốn lít là một triệu tám trăm năm mươi ngàn ở đây nó có cái đồng hồ áp uh, thôi đầu ra nè hai một cái đầu ra thôi nha một cái đầu ra này thôi đó, đầu ra anh em có thể tháo này ra anh em gắn cái, cái, cái kia vô nha nó sẽ không có chỉnh áp nằm ở đây nó không có chỉnh áp anh em lưu ý nha rồi phụ kiện theo máy thì cũng không có dây không có súng không có gì luôn chúng ta về chúng ta phải mua thêm nha mua thêm cái khớp nối nè cái giắc nối nè nha anh em phải mua thêm cái giắc nối cái gài đó nha một triệu tám năm mươi ha anh em mua thêm cái chân giắc nối đó rất là đẹp anh em ha đây và cái máy anh em nhìn cái máy thứ gì thôi cái máy gọn làm đẹp lắm đây nè à, về chăm dầu ở đây nha anh em lưu ý chăm dầu xong nó gắn cái cái núm mà nó có một cái nấm thông hơi nha nó có một cái cái núm thông hơi cho mấy mấy anh em chứ không phải gắn cái núm núm ở đâu đây này mình lấy cái núm ra cho anh em coi đâu rồi à đây 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 phụ kiện nó đây nè phụ kiện cái con một triệu tám nè đó đây nè anh em gắn cái núm này vô nha núm này nè thay dầu xong gỡ này ra gắn này vô ok ha nó có cái lỗ thông hơi ở đây nè có van nằm đây nè nó có cái xin nằm đây rồi cái lọc gió này nó chỉ có một cái uh, cái lọc gió nằm ở đây thôi à, anh em gắn bên hông luôn bên, bên đây nha gắn bên đây nè rồi ok mấy cái miếng chụp cao su cao su là đằng, đằng trước hai cái bánh gấp làm sao cao su đằng, đằng, đằng trước nha mấy miếng chụp này chụp bánh nè đó anh em ráp vô anh em đúng không ta à đúng rồi nha ráp bánh vô cho cho nó đẹp vậy thôi. Ốc, à, nó có cái van nói luôn. Ờ à, hay. Anh em sẽ có thể dùng cái van này được luôn nha. van à, van va này được luôn. Có cái cái khớp này như nó chuẩn nước ngoài ấy, anh em ơi. Nha cái khớp này chuẩn nước ngoài rồi. Nha anh em có thể mua cái chuẩn Việt Nam mình xài nha. Cái chuẩn này chuẩn cho Âu rồi. Đó à, mấy cái đầu giống vậy nè. Rồi mấy ốc bắt vậy thôi. Ok đó là phụ kiện của nó đó nè Rồi một triệu 850 ngàn Dầu thì nó sẽ có cái nút đỏ Nên trong đây nè Khi mà xài mình dơ mình sẽ thay nha Mình xả mình thay xả dầu nằm ở đây Xả dầu nằm ở đây Xem dầu nằm ở đây Và chăm nằm ở đây nha em lưu ý dùm Nó giống như là xe máy là đó Xài là phải châm nha Phải có đủ dầu Dầu nhơ dơ thì phải chăm vô Rồi Một triệu 850 ngàn cho con 24 lít Qua cái con 50 lít nè anh em ơi 5 lít thì cái bình to hơn Nha cái bình này, này rất là to Nhưng mà cái motor thì nó giống cái motor bên đó thôi Ở giống ta à, Khác khác motor khác nha này con motor nó to hơn quên cái con này lên tới 2, 2 5 2,5 hp lượng lộng ok ha 2,5 hp lượng mấy anh em ơi thùng rất là to đây cũng giống vậy luôn ha ở đâu cái đầu nén là cũng vậy nè anh em sẽ chăm nằm bên đây gắn đầu khi vô rồi dòng này cả hai này đều đồn đều như nhau 96 sáu decibel thôi riêng cái bình mà năm lít đây nè nó sẽ có hai cái cơ đồng hồ một cái đồng hồ hiển thị áp suất trong bình một cái đồng hồ chỉnh áp ra anh em phải chỉnh được áp đầu ra này đây nha ví dụ anh em ở đây là lên 8 kg thì anh em cho cái đầu ra anh em xài á, thì 6 kg hoặc là 5 kg gì đó Người ta xài vậy nó tiết kiệm hơi trong mình chỉ cái dòng 50 lít nó mới có thôi nha cái dòng 20 lít thì nó không không có và giá cũng rẻ quá trời rẻ luôn mấy anh em ơi có 2 triệu trăm mấy chục ngàn thôi 2 triệu chục ngàn thôi đó còn ở đây thì nó sẽ có cái đầu ra đây nó sẽ có hai cái đầu nha đầu bên đây à, đầu bên đây và đầu bên đây nó có hai van nè sẽ có hai cái đầu ra thì cái đầu này thì anh em nó sẽ cho một cái nó cũng cho mình dầu kèm theo nha còn một bịch đồ nghề nằm trong đây Đó Anh em ha, đồ nghề của con 50 lít nằm đây nè Có bánh xe nằm trong thùng ha Đó, nó sẽ cho một cái van này Van này thì nó mi mà nói rồi ha Van này cái chuẩn châu Âu đó anh em Nên uh, Anh em nên mua cái cái chuẩn việc này mình xài cho nó cho nó dễ Nay mai mình gắn cái, cái khớp gì vô nó cũng dễ đó Nha, rồi Ok, đó, đồ nghề nó có nó đó Hai bánh xe lớn nằm ở đây hao xe cơ lớn của nó nè anh em nha rồi với giá tiền là hai triệu ba trăm ngàn thôi nha cho cái bình 50 lít này nay mình không có nổ máy được nha không có cắm điện được chưa có châm dầu bình không nó nó rỗng vậy nè nó, nó rỗng vậy đó rồi công tắc on off vào đây ha và này đủ ha đầy đủ rồi ok anh em như cầu mua hai dòng này thì liên hệ số thoại dưới mua hàng nha giá tại các hàng chưa vô rồi với ship cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại